Từ chuyện bầu cử tổng thống nước Mỹ, trong người nghĩ đến ta. Từ các nhà bình luận tầm cỡ quốc tế đến những người bình luận thường dân đã và đang đưa ra những cách tiếp cận khác nhau về cuộc bầu cử lần này của Mỹ. Người làm ngoại giao thì nghĩ về các kịch bản quan hệ quốc tế, người làm kinh tế thì nghĩ về viễn cảnh nền kinh tế thế giới, các quốc gia đồng minh của Mỹ mong muốn thắt chặt mối quan hệ với tổng thống mới. Đúng là mỗi vị tổng thống của Mỹ đều luôn có tác động ảnh hưởng tới chính trường quốc tế, nhưng nếu cứ coi đó là sự ảnh hưởng có tính quyết định, chi phối tới đại cục thế giới, làm thay đổi chính sách đối ngoại của những nước đang có quan hệ ngoại giao với Mỹ thì quả là phải xem xét, điều chỉnh tư duy. Nhìn lại lịch sử nhân loại, nước Mỹ chỉ mới vươn lên trở thành quốc gia có tầm ảnh hưởng sâu rộng tới văn minh thế giới khoảng hơn 300 năm nay, còn trước đấy nhân loại đã có nhiều nền văn minh rực rỡ. Giá trị Mỹ, lối sống Mỹ đã từng được tôn thờ bởi những công thức có tính mở hướng văn minh thời đại bắt đầu từ tuyên ngôn độc lập năm 1776 như tự do, bình đẳng, bác ái. Nhưng nhiều tổng thống Mỹ về sau đã lạm dụng giá trị đó để phát động chiến tranh hủy hoại hòa bình thế giới. Cuộc chiến tranh mà đời tổng thống Mỹ theo đuổi cuối cùng thảm bại đã để lại hội chứng Việt Nam. Nước Mỹ không còn được trọng thị trong con mắt nhân loại. Sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001 là hệ lụy của chính sách đối ngoại cường quyền mang màu sắc tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, thúc đẩy chủ nghĩa khủng bố lên đỉnh điểm. Trong cuộc viếng thăm của Tổng thống Bush tới Iraq cuối năm 2008, trước khi mãn nhiệm, vị tổng thống này đã bị một phóng viên người Iraq ném về phía ông ta, được báo giới chế nhạo là nụ hôn từ biệt với người đã phát động cuộc chiến hủy diệt văn minh của vùng đất Ba Tư huyền thoại lịch sử. Khi ông Obama làm tổng thống, nước Mỹ đã có nhiều cố gắng cải thiện hình ảnh trong quan hệ quốc tế, theo xu hướng toàn cầu hóa. Khi ông Trump làm tổng thống, với tuyên bố nước Mỹ trên hết, chính quyền Mỹ có nhiều tác động làm ảnh hưởng tới xu hướng toàn cầu hóa, gây xung đột gay gắt thương mại quốc tế, tạo lỗ hổng chạy đua vũ trang, sử dụng cấm vận kinh tế như ngón đòn độc chiêu đối với các nước không đứng về phía Mỹ. Đối với Việt Nam, ông Trump có một số kỷ niệm khó quên, nhất là diễn đàn cấp cao APEC, hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2, ông Trump đã có những lời tốt đẹp về điều kỳ diệu Việt Nam. Nhìn lại chặng đường lịch sử dân tộc Việt Nam, sinh thời, trong cuộc hành trình tìm đường cứu nước, Nguyễn Tất Thành đã từng tới Mỹ, đứng dưới chân tượng nữ thần tự do, người ước ao có được sự giải phóng thực sự đối với người phụ nữ và người da đen, giải phóng các tầng lớp bị áp bức bóc lột trên thế giới. Người cũng đã tìm đọc tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ, về sau người có trích dẫn trong tuyên ngôn độc lập của Việt Nam lời mở đầu bất hủ. Tư tưởng độc lập dân tộc, giải phóng giai cấp theo con đường cách mạng vô sản mà Nguyễn Ái Quốc trung thành, được Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định đã mang lại cơ đồ dân tộc như hiện nay. Thể chế chính trị mà Việt Nam tự quyết đã từng bị giới cầm quyền nước Mỹ và nhiều nước khác không chấp nhận, song trước sự kiên gan bền chí, trước khát vọng độc lập, tự do, hòa bình, dân tộc Việt Nam đã trở thành một điểm sáng trong cuộc đấu tranh vì tiến bộ chung của nhân loại. Thể chế chính trị mà Việt Nam tự quyết đã được cộng đồng thế giới chấp nhận lần bỏ phiếu tín nhiệm Việt Nam vào Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc năm 2019, đã có 192 trên 193 nước tín nhiệm Việt Nam. Song, có lẽ phiếu tín nhiệm đặc biệt nhất đối với Đảng Cộng sản Việt Nam chính là lòng dân. 90 năm qua, Đảng luôn là hồn cốt cho khát vọng vươn lên, đi từ kiếp đời nô lệ lên vị thế chủ nhân chế độ. Ở Việt Nam, cho dù từng có lúc tồn tại một số đảng phái chính trị, cho dù từng có lúc bị chia cắt hai miền, cho dù các nước xâm lược, đô hộ dựng nên chế độ bù nhìn, song trong lòng nhân dân Việt Nam vẫn chỉ có một cơ đồ Việt Nam, vẫn chỉ có một đảng do Cụ Hồ sáng lập và rèn luyện, đủ tầm lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Những cuộc bầu cử quốc hội mà Việt Nam đã trải qua, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng là bầu cử dân chủ, là sự hội tụ ý đảng lòng dân. Các kỳ đại hội đảng cũng đều phản ánh lòng dân và ý đảng quyền trong khát vọng trường tồn dân tộc. Ở Việt Nam, dù ai được chọn làm lãnh đạo đảng, nhà nước cũng đều phải phục tùng nguyên tắc đảng, phục tùng hiến pháp, lắng nghe, tư duy, hành động vì lợi ích tối cao của đất nước và nhân dân, kiên định con đường đã chọn hơn 90 năm qua, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nhân dân là nền chế độ. Ở Việt Nam, dù ai được chọn làm lãnh đạo tối cao, cũng không được phép phản bội lại lợi ích của dân tộc, lợi ích của nhân dân, là người cầm lái trong lòng nhân dân, sức sống của đảng không phụ thuộc vào một cá nhân hay một nhóm mà là giá trị cống hiến cho một chính đảng hết lòng phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân. Ở Việt Nam, những giá trị đạo đức cách mạng đã được Hồ Chí Minh tỏa sáng như một giá trị văn hóa dẫn đường tương lai, mang tính bao trùm giá trị sống của loài người. Vì thế, mặc cho ai đó nói ngã nói nghiêng, lòng dân Việt Nam vẫn vững như kiềng ba chân. Dù bên Mỹ ai lên làm tổng thống, thì Việt Nam vẫn nhất quán đường lối đối ngoại đa phương hóa, Việt Nam muốn làm bạn với tất cả. Trong dự thảo văn kiện Đại hội 13, trong các cuộc góp ý dự thảo văn kiện, khát vọng dân tộc đã được thể hiện rất rõ, tác động tích cực tạo nguồn cảm hứng cách mạng, vượt lên trên những thách thức, khó khăn do đại dịch COVID-19 và bão lũ. Việt Nam đã và đang thể hiện rất hiệu quả trách nhiệm của mình trong vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cùng với chức vị Chủ tịch ASEAN. Hy vọng của Việt Nam đối với tân tổng thống Mỹ nhiệm kỳ mới là nước Mỹ tiếp tục tôn trọng quyền độc lập, tự do, bình đẳng, tăng cường quan hệ hữu nghị đã được tạo lập vô cùng khó khăn kể từ sau khi Mỹ chính thức xóa bỏ cấm vận.
cùng Việt Nam bình thường hóa quan hệ, vượt qua hận thù, khép lại quá khứ, cùng hướng tới tương lai, mối quan hệ như vậy chắc chắn sẽ đóng góp đáng kể vào hòa bình khu vực và thế giới. Dù là Tổng thống Đảng Cộng Hòa hay Đảng Dân Chủ đều thấy rõ đường lối quan hệ đa phương, hữu hảo, tôn trọng lợi ích của nhau đó của Việt Nam mà xem trọng quan hệ với Việt Nam. Nhìn từ Tổng thống Clinton, Obama, Trump hay sai tiếp theo cũng đều tìm đến Việt Nam và đặt dấu vết nâng cao, nâng tầm quan hệ lên mức cao hơn. Còn ai đó, cứ nhân cuộc bầu cử nước Mỹ lần này, nhân dịp Việt Nam Đại hội 13 mà lại tìm mọi cách xuyên tạc, kích động nào là Việt Nam không có bầu cử dân chủ kịch tính như Mỹ, nào là Việt Nam không có đa đảng cạnh tranh quyền lực như Mỹ, nào là tự do, nào là phi chính trị, thì chẳng khác nào đào hố tự vùi lấp tư tưởng chính trị phản động, vì giờ đây có còn ai nghe theo lối Mỹ dân rẻ tiền trên mạng xã hội. Mọi giá trị, lý tưởng phải được chứng thực bằng thực tế, bằng thành quả, cơ đồ mà đảng và nhân dân đã làm được như ngày nay.